tôi nói không với túi ni lông. Tôi sẽ đi xe buýt thường xuyên hơn. I unplug equipments that I don't use and I save energy. Hàng ngày tôi thường đi thang bộ trong văn phòng. No food wasted on my table. Tôi nói không với ống hút nhựa. Tôi thường xuyên đi làm bằng xe đạp. Tôi sẽ trồng nhiều cây xanh ở nhà và ở văn phòng. Tôi sẽ hạn chế sử dụng điều hòa. Tôi đi bộ hàng ngày. Tôi sẽ đi làm bằng xe đạp 2 lần một tuần. I use reusable straw. Tôi dùng cốc cá nhân khi mua đồ uống. Còn bạn thì sao? Tôi đi chung xe với đồng nghiệp đi làm. Tôi sẽ không sử dụng hóa đơn giấy để thanh toán dịch vụ điện nước và điện thoại. Tôi sẽ thanh toán online. Còn bạn thì sao? Tôi nói không với ống hút nhựa. Hãy dùng ống hút tre. Tôi sẽ trồng nhiều cây xanh trong vườn của tôi. Every day I take staircases instead of elevator. What about you? Tôi không ăn thịt vì một môi trường xanh. Để bảo vệ môi trường, tôi sẽ hạn chế in. Hàng ngày tôi đều sử dụng phương tiện giao thông công cộng để đi lại. Tôi sử dụng thang bộ trong văn phòng thay vì thang máy. We carpool to and from the office. What about you? Còn bạn thì sao? What about you? What about you? Còn bạn thì sao?